phần đầu tiên của chúng ta chính là axit. Chúng ta hãy đi đến tìm hiểu về định nghĩa và công thức hóa học của axit trước nhé. Định nghĩa này, axit thì gồm một hay nhiều nguyên tử hydro, một hay nhiều nguyên tử hydro liên kết với gốc axit, được chưa? Một hay nhiều nguyên tử hydro liên kết với gốc axit. Vậy thì nếu như có khái niệm như thế này rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng luôn, đó là nếu như bây giờ chúng ta có một cái axit, một cái công thức hóa học của axit chẳng hạn nhé, chúng ta lấy hết hydro đi thì cái phần còn lại của chúng ta chính là gì ạ? À, chính là gốc axit kèm nhé. Đấy, lấy hết hydro đi sẽ là gốc axit, hoặc là lấy một hoặc là lấy nhiều, được chưa? Đấy, chúng ta có một cái lưu ý như thế này, đó là trong trong đó này, các nguyên tử hydro này, có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại. Đấy, các nguyên tử hydro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại, nhưng mà cái phần này thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau, được chưa? Khi mà nói về cái phần tính chất của kim loại sau, các em nhé, lưu ý giúp thầy điểm đó. Rồi, chúng ta tiếp tục ạ. Ví dụ như là HCl này, H2SO4 này, HNO3 hay H3PO4 này. Và chúng ta thấy một cái dạng chung của axit đó là bắt đầu từ chữ H, bắt đầu từ chữ H. Đa phần các axit của chúng ta là bắt đầu từ chữ H, được chưa nhỉ? Đấy, còn sau này khi chúng ta học về axit hữu cơ thì cái chữ H đó lại nằm ở cuối, thì cái phần đấy chúng ta sẽ xử lý sau.